Trước này là tính của đáp nghi nghĩa mà cái này thầy cho một A với bảy F B là mình tính đúng không? Tính được B là tính được em. Thầy đang nào?
Trần Văn Nguyên có ý đó là không tặng cho Nguyễn Văn Trung có là không còn gì để ăn trong cái đảo này. Nguyễn Long có, Dương Viết Dương có, em thử nhưng mà nó không được tốt cho lắm. Nó bị mất cái đoạn cuối cuối, nó không thể là hết được ạ. Không ra được. Dạ, tất nhiên em chưa biết ạ. Em chỉ biết được cái đường tròn gặp cái đoạn là cái dưới này nó không thể kéo lên hết cái đáy đường tròn được ạ. Rồi như vậy là xong tách đúng không? Còn sân gần thì vào. Đây, sân gần em viết đoạn trên rồi đấy. Đấy, như vậy là khoảng 3 mùa thì chúng ta xong đó.
chạy thì cách nhưng chạy thì quay lại. Vẫn chưa rồi. Lý do tại sao lại là bởi vì chúng ta căng là căng theo chiều cao đúng không? Vâng. Trong trường hợp nào thì chúng ta căng theo chiều này. Đây là cái màn hình của chúng ta đây đúng không? Thế còn cái extend là nó như thế này. Cái này nó Lumen extend là chúng ta căng từ sao là nó như này. Nhưng có trường hợp chúng ta căng theo chiều chiều ngang. Chiều ngang khi nào? Để tôi làm ví dụ của này. Thì lúc đó chúng ta lại tăng theo chiều. Đấy, khi mà chúng ta mua cái xe ra có hiểu ý không nhỉ? Thì lúc nào chúng ta tăng theo cái này và lúc nào chúng ta tăng theo cái này. Chủ lắm là bây giờ thì tư duy. Có lúc thì chúng ta tăng theo chiều cao đúng không? Không. Còn nếu mà chúng ta nếu mà cái anh này tăng theo chiều cao thì nó sẽ ra ngoài này, được chưa? Có một số đối tượng sẽ ra ngoài. Đó. Có lúc chúng ta tăng theo chiều cao nhưng mà có lúc chúng ta tăng theo chiều rộng. Từ lúc nào? Trong này nếu mà chiều bên ngang lớn hơn chiều rộng thì nó sẽ tăng ngang. Ở đây nó là do cái hình dạng của anh này, đúng không? Nếu anh này mà đồng dạng với anh này, tức là tỷ số này, đúng không? Tỷ số giữa dài và rộng mà nó giống nhau thì coi như căn chiều nào cũng được, nó vừa thích luôn, đúng không? Thế còn có một trường hợp là gì? Tức là nếu tỷ số này mà lớn hơn, tức là hay nói khác là cái cửa sổ chúng ta mà nó mở ra nó dẹt hơn, để gọi là nó dẹt hơn so với cái cửa sổ, đúng không? Thì chúng ta phải căn theo chiều rộng. Thế còn nếu mà nó mà lại là không dẹt hơn thì chúng ta căn theo chiều ngang. Ở đây chúng ta sửa đi tí. Mở ứng dụng như nó. Tên. Ông zoom extend rồi đấy. Đây chúng ta đây này. Đây chúng ta căn theo chiều cao, đúng không? Đấy. M như chúng ta tí này, nếu chúng ta theo chiều rộng M này nó sẽ đây nó sẽ là x. Còn đây sẽ là x, đúng không? Rồi. Vậy chúng ta mới tiếp vào đây cả. Nếu đấy, vậy chúng ta lấy tỷ số này chia cho hết chia với hết view chấm hết, đúng không? Chia cho hết view chấm đúng không? Đây nó chính là gì? Cái tỷ số là nó chính là cái hình dạng của cái hình dạng. Nó dẹt hay là nó chấm điều mà không biết quyết định. Đấy. Ôi, cứ bừa cái lớn hơn đấy, lớn hơn cái tỷ số. Tỷ số của cái hình này là gì? E là của cái hình này này. Nó chính là gì? Hết nó chính là E là I max trừ đi E là I min, đúng không? Đó này.
đấy, đó hoặc đó chia cho đấy cái đoạn này là e là x mắc trừ đi e là x min, đúng không? Chúng ta so sánh hai chỉ số này với nhau. Đúng không? Ghen luôn. Thì rồi em đã. Trường hợp còn lại là n là cái trường hợp nó nhỏ hơn, đúng không? N gọi là n. Em đơn tiếp n ít. Chúng ta sẽ phân nó hai, phân thành hai trường hợp, đúng không? Bây giờ tôi cứ bỏ cái anh này vào một trong hai trường hợp. Tôi chưa biết là nó là cái nào. Tăng cương tích rồi. Cho nó vào một. Không. Rồi. Tắt vào. Không. Rồi. Còn cái trường hợp này thì nó là quýt. Đấy. Đúng chưa? Bây giờ tôi không biết là nó đúng hay sai, nhưng mà nếu mà nó sai tôi chỉ sửa cái lớn hơn bằng cái nhỏ hơn là xong, rồi tôi bỏ luôn cái sai, được chưa? Thay thử. Từ từ, mình có vẽ nó đâu cái line thẳng đứng này, cái gì là các bạn cắt ra từng đọc line đấy, thế rồi cắt luôn tích luôn à, giúp cái pen rồi cái pen đi một tí xem nó có được đúng không. Pen đi một tí, cái pen một tí để nhìn xem lại thôi, là như vậy thế là đúng không? Đâu tôi chưa hiểu cách thử ạ. Thì khi nó căng nó này tôi chỉ nick đầu tí tôi xem là cái đầu đấy nó có. Rồi, như vậy là hoàn toàn đúng rồi, không có gì sai. Tăng, chạy lại. Đây, chúng ta vẽ một cái line, chúng ta lại ngang hàng này. Rồi, đấy, zoom anh tên. Đấy, đây nó pen. Đấy, kiểu như nhỉ? Trong trường hợp này thì nó sẽ khác nhau. Đúng không? Một cái nó tăng theo chiều rộng và một cái nó tăng theo chiều rộng. Đúng không? Tương tự như vậy, anh thử sửa cho tôi cái zoom window, nó cũng như một bằng. Zoom window là gì? Khi mà chúng ta mở cái cửa sổ này ra này, mà cái tỷ số này cũng tương tự thôi. Cái zoom window á. Cho là màu sao. Ở zoom window. Màu sao bên kia. Chia hai trường hợp nếu làm hết đó để chéo chúng quyết lớn chia cho. Rồi, cái anh này. Rồi. Người có khi cả thế đấy. ABS. ABS. Không phải là đấy, không có mình dạy cho. Đấy chưa là. Đấy, chia cho cái anh. ABS tiếp. Rồi.
Còn nếu viết ngắn đi thì là tỷ số này chưa, tỷ số này đấy, nó chỉ đối được. Rồi, đây chia hai đúng không? Em. Đấy, và cái anh này này có bỏ ở đây đúng không? Đấy, như thế nó chuẩn. Cậu làm thế là sao cậu biết được thử đúng sai đấy, thử cũng rất thích thử đó. Vì khi mà cậu là dung đâu trong tối cũng mới đem cậu làm được đâu giống như là thử cậu lớn thì cho mới cậu mới biết được là đúng sai. Đấy, như thế nó là đúng, hiểu như chưa nhỉ? Không thì nó sẽ căng theo cái trường này này. Đấy chưa? Thử, đúng rồi, biết cái thử đi. Rồi. Tức là ở đây nó có hai trường hợp. Một là cái trường hợp, tức là nếu mà tức là phụ thuộc vào hình dạng của cái của cái cửa sổ chúng ta mở ra đúng không? Nếu mà nó mà gọi là nó dẹp hơn so với cái cửa sổ đến đâu này chúng ta phải căng theo chiều chiều đứng. Còn nếu mà gì nó dẹp hơn, đúng không? Anh này nó dẹp hơn thì căng theo chiều chiều ngang. Tắt rồi tắt cái bật khi có mai này không? Có. Sụp xuống. Đấy, bây giờ nhưng mà mai thì dung đâu nó lại làm tinh tế hơn thì đấy. Là nó là nó tính luôn nó mang cái cửa sổ rồi. Để tính cho nó luôn. Rồi, làm nào rồi. Đây. Rồi, bây giờ vẽ một cái gì đây, đúng không? Vẽ một cái nào? Ở dưới loài. Đấy, bây giờ còn dung đi đâu, đấy. Thì các bạn sẽ thấy này, cái anh này nó lại làm cái bao giờ cái cửa sổ này cũng đồng dạng với cửa sổ này. Đó, nó điều khiển đến mức như thế. Mặc dù là đây là điểm tinh nhất và đây là điểm tinh thứ hai này. Nhờ dưới chưa nhỉ? Đấy. Cái anh này nó lại làm nó tính như thế nào đó. Cái này mà chúng ta có làm không? Làm được đấy. Nào, nếu mà làm như vậy, đấy do đó thì nó tính cho cửa sổ này hóa đúng cái cửa sổ này là ra cái cửa sổ. Đấy chưa? Rồi. Rồi ta đi ta đi. Bây giờ như vậy là chúng ta đã có nhập dữ liệu từ màn hình. Bây giờ tôi lại muốn nhập dữ liệu từ tệp.
Tuy nhiên là chúng ta đã học ở đây, chúng ta chỉ đọc một dòng thôi. Tức là cái hàm đọc của chúng ta là cái hàm mở của nó viết ra, đúng không? Cái hàm đọc là hàm gì đấy? Hàm đọc là hàm gì? Hàm đọc TV. Này đại chính khai giảng hay là vào ra chỉ có bốn, đấy là do tôi đã nói rồi. Tấn công toàn diện là gì? 1, 2, 2, 4. Một lệnh cán, đúng không? Hai lệnh điều khiển, hai lệnh chu trình và bốn lệnh vào ra, đúng không? Bốn lệnh vào ra thì có một lệnh mở, một lệnh đọc, một lệnh mở này, một lệnh đóng này, một lệnh đọc và một lệnh ghi. Đúng không? Thế lệnh đọc là gì? Đọc. À, tức là like, input, đúng không? Thì đó, like phút thì tôi chỉ đọc đọc một dòng. Bây giờ ví dụ cái tệp của chúng ta này này, bây giờ để thứ nhất này ví dụ 1.000, 1.000, thì tôi chỉ lấy cái anh này vào gì, vào một biến, tức là gác một dòng của nó thành một biến, đúng không? Tuy nhiên chúng ta lại cần phải làm sao? Cắt cái này ra thành từng phần để biết được à đây là tên điểm, đây là tọa độ x, đây là tọa độ y, hiểu chưa? Do đó là gì? Ở đây chúng ta cần làm động tác nữa, sau khi chúng ta đọc một dòng này chúng ta phải để tách những cái phần nó ra. Thế nhỉ? Tức là cái phần thứ nhất là tên điểm, phần thứ hai là gì? Tọa độ x, phần thứ ba là tọa độ y. Hay nói khác là cái hàm này thì nó biến một thế, một cái biến ký tự, đúng không? Hay là một cái sâu có thẳng thành các thế, các từ. Bởi vì các từ ở đây là cách nhau bởi một dấu, dấu cách, đúng không? Hay là một trong cái đây, ví dụ đây này, cách cao không? Đây là một chuỗi văn bản nhưng mà đây là các từ, đúng không? Nó cách nhau rồi sao? Dấu cách. Đấy. Về mặt tổng quát dấu cách đấy của chúng ta có thể cho nó là ký tự cách, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta mới làm cái đó, nếu mà chúng ta có cái hàm này. Đúng không? Hay nói khác thì chúng ta sẽ mô tả cái hàm này này. Hàm này nó đầu vào nó là một sâu. Hay là một cái hàng văn bản. Đầu ra nó là gì? Đầu ra nó là cái gì? Vẫn là một sâu, nhưng có dấu cách ở giữa. Sâu đâu một sâu, đầu ra ở đây đó là một mảng các từ, đúng không? Một mảng. Mảng số từ tôi không biết, bởi vì bây giờ cái câu này nó như thế này tôi chẳng biết là mấy từ, nhưng mà chắc chắn là đầu ra nó sẽ là một mảng các từ, và thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mà văn bản chúng ta có mà. Hiểu ý không nhỉ? Do đó bây chúng ta làm một cái hàm, đấy nó gọi là hàm tách sâu, để chúng ta phục vụ cho cái anh này, đó là vậy. Gọi đi hàm, cái tên hàm nó là hàm tách sâu, function, gọi đi. Rồi, enter đã rồi. Bây giờ tôi mô tả đầu vào, đầu vào nó là một cái văn bản. Đầu vào, của khai báo đầu vào này. Đầu vào nó là một cái văn bản, thì đến văn bản nó là cái đặt trên đây. Tách, đúng không? Đấy. Rồi, bây đầu ra của nó là một mảng, phải luôn, ở đấy luôn, đúng không? Đầu ra của nó là mảng các từ. Có đặt đây. Phải đặt riêng là cho dễ hiểu chứ. Đặt nó là khuôn.
Một cái mảng, tên mảng nó là uất, đúng không? Mảng. Đã là mảng thì làm sao? Đúng không. Rồi. Rồi, bây giờ xong rồi. Bây giờ chúng ta ở chỗ nào đấy, chúng ta gọi cái hàng này, đây. Rồi, bây giờ gọi. Chạy lên chứ. Tao vào. Gọi hàng cách sâu, có cách sâu không? Sâu rồi. Thanh ra. Rồi, đâu vào, chúng ta điện. Đấy. A. B C chỗ đó thoải mái cho cả cái cách là không đâu này đấy cách ra nó tự tổng tác thoải mái tổng cách mấy cách được đây như thế có thể có mấy cách được đấy tôi mới mô tả đấy đầu ra của nó phải là quất rồi bây giờ ở đây uất này tôi phải khai báo trên này hết không đừng có động vào cái thân của nó đấy khai báo đấy đúng không rồi uất là còn chưa khai báo không enter trên cái anh này tắt vào đúng không mảng nữa nó là mảng tôi này không biết phân biệt thế nào là mảng à mảng nó là một tập hợp các biến dữ rồi để đấy cái đã thế bây giờ như thế này là đúng này tức là nếu mà chúng ta thu được cái mảng là uất một là AA uất hai là BB và uất ba là CC là đúng đấy ta lập trình kiểu gì kiểu nhưng mà chắc chắn là uất một nó phải bằng AA uất hai phải bằng BB và uất ba phải bằng CC có hiểu ý không nhỉ tức là tôi tách cái sâu đấy thành các từ cái từ thứ nhất là AA từ thứ hai là BB và từ thứ ba là CC rồi bây giờ cậu về cái hàm tách sâu cho tôi về cái hàm tách sâu thôi rồi bây giờ tôi mới giảng để làm cái hàm tách sâu này chúng ta cần phải dùng ba cái hàm có sẵn trong cái John Basic cái hàm thứ nhất là nó được gọi là hàm xén nó có tên là hàm trim hàm này là hàm xén các ký tự trắng ở hai đầu trim hàm thứ hai là cái hàm tìm một cái ký tự cái này phải ghi tìm một ký tự trong một cái chuỗi ký tự khác cái hàm này nó có tên là in str và hàm thứ ba là cái hàm là lấy một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự to thì chích ra không phải thì cái hàm đấy nó gọi là hàm min tức để xây dựng cái hàm cách sâu thì chúng ta cần phải ba cái hàm như vậy thì tôi mới mô tả ở đây chúng ta dùng cái cơ chế giống như là thái thịt hay là các cọ tức là thái rau á đây là BB đây là CC đầu tiên tôi dùng cái hàm trim để tôi xén hai đầu sau đó tôi dùng cái hàm in str để tôi tìm cái vị trí của cái anh ký tự trống đầu tiên bây giờ nhỉ ví dụ như ở đây là dùng cái hàm in str tôi sẽ phải tính ra được là thế cái vị trí đó là nằm ở 1, 2, 3 đúng không nằm ở vị trí 3 tức là tôi phải tính ra được cái anh n 3 sau đó là gì tôi dùng cái hàm mix để tôi lấy từ đầu cho đến cái n trừ 1 và tôi được cái từ thứ nhất tôi hiểu ý không nhỉ
Đấy, tức là tôi dùng cái hàm mid. Ở đây tôi dùng hàm min. Ở đây là tôi dùng hàm in external. Còn ở đây nếu mà dùng hàm mid thì tôi phải tách ra được cái gì? Cái a này. Được không? Đấy. Và tôi đưa cái anh AA này vào trong cái gì? Mạng quất 1. Có hiểu ý không nhỉ? Sau đó này, tôi lại dùng cái hàm mít nữa để tôi là để lấy từ cái vị trí của cái mít trong đến cuối cùng. Hiểu ý không nhỉ? Thì chúng ta sẽ thu được là cái anh nó như thế này. BB đến đây chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ gán cái anh này, coi như cái anh này lại giống như cái anh ban đầu, thì chúng ta lại quay lại. Có hiểu như nhỉ? Và cứ lần lượt chúng ta xén chúng ta lại vứt ra, xén chúng ta lại vứt ra. Hiểu như nhỉ? Đây chúng ta phải làm này. Rồi bây giờ đầu tiên dùng hàm clean của chúng ta tách bằng stream của tách. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ cô chạy nó lên. Rồi, cô chạy luôn. Rồi, tôi mới đưa cho bạn đây này. Đưa lên đây. Đấy, bây giờ như vậy là cái này đã hoàn thành, đúng không? Xong nhá, tiếp tục này. Bây giờ tắt đi. Còn tiếp này. Bây giờ tôi dùng cái hàm này để đến tôi đi tìm cái vị trí của nó. Đó đây. Eta. Đấy, bây giờ chúng ta đặt là n bằng. Từ đó tôi sẽ giải thích cái hàm in str. Đúng không? Đúng không? Đấy. Ở đây này. DNSTR nó là cái hàm mà cái giá trị trả về nó chính là cái vị trí của tìm ký tự cần tìm, đúng không? Start là vị trí bắt đầu tìm. Tôi là quét từ đầu. Tôi quét từ giữa, đúng không? Quét từ đầu. Thì start nó phải là bằng mấy? 1 cho 1 vào. Cái string 1 nó chính là cái string đầu tiên, đúng không? Nó chính là text, đúng không? Phải. Vậy string 2 nó chính là cái dấu cách mà chúng ta cần tìm. Dấu cách thì chúng ta nháy. Rồi. Thế còn là từ. Còn tiếp tục cái anh phần làm sao? Đấy là cái phương pháp tìm. Chúng ta có thể tìm theo nhị phân, chúng ta có thể tìm theo bình thường. Còn là bình thường thì chúng ta, đúng không? Đây là cái cách so sánh. Và có rất nhiều cách so sánh. Có thể tìm theo nhị phân. Còn đây chúng ta tìm theo cách bình thường, chúng ta không cần đưa vào cái này, đóng ngoặc luôn. Rồi bây giờ ở đây chúng ta, rồi ở đây có cái biến n này chúng ta chưa khai báo, do đó chúng ta phải khai báo n. Nó là số gì? Số nguyên thì phải s đó, khai báo đi. Sự lệnh mét. Ôi, cái ảnh của bạn. Rồi, bây giờ cậu lại chạy, rồi chạy xem n mà nó bằng 3 là đúng. Đúng không? Chạy đi. Có đúng không? N bằng 3 đúng. Bây giờ, tiếp tục này. Tôi dùng cái hàm mít để tôi trích ra cái anh này. Đúng không? Đấy. Mà tôi trích ra thì tôi lại bỏ cái anh út của tôi bây giờ nó đang chống không. Do đó tôi phải gì? Mở rộng nó ra là redeem reserve. Đúng không? Redeem nó đi. Thì ra không cần reserve nhưng mà tôi đều cứ gõ reserve được. Tôi sẽ giải thích reserve sau để bởi về sau là nó sẽ là redeem reserve làm gì có cái anh đấy thì cái này chỉ có nhớ thôi. Reserve S. Mấy chưa gọi anh nhá. Rồi quất. Đây quất này. Nó đang chấm không. Đúng không? Đây là quất 1.
Rồi. Enter. Rồi. Bây giờ cái cốt 1 cốt 1 bằng luôn. Vâng. Đấy, bằng là tôi dùng hàm mít để tôi chích ra này, mít. Đúng không ạ? Đấy, mít là gì? Cái ký tự mà mình chích là string là đấy chính là gì? Là text đúng không? Đấy. Bây giờ chích từ đâu đến đâu? À, từ 1 đúng không? 1 này. Len ở đây nó chính là độ dài của cái ký tự. Bây giờ nó chính là từ 1 đúng không? Len ở đây là 2, như vậy nó chính là n trừ đi 1. Phải n trừ 1 đúng không? Đúng không? Rồi tôi đã chạy thử. Bước 1 mà nó ra là AA là thành công. Thấy chưa? Tiếp tục này. Bây tôi lại dùng cái hàm mít này tôi để tôi lấy tên vừa sang sau. Rồi. Tách bằng. Đấy, đúng rồi, bây giờ lặp lại tách bằng. Rồi. Tách bằng. Mít. Đấy, mở ngoặc. Tách. Bây giờ lại tách không phải là từ 1 nữa, mà là gì? Nó phải là n cộng 1, đúng không? N cũng được nhưng mà N cùng 1 cho nó. Rồi. Đến cuối cùng thì chúng ta không cần phải đưa thêm anh này nữa thì là lập tức nó đến cuối cùng. Tức là nếu mà chúng ta không đưa cái giá trị len vào, đúng không? Giá trị độ dài vào thì đấy là nó đến cuối cùng. Đến cuối cùng. Chạy thử. Dí vào cái tách bây giờ nó ra cái này đúng rồi. À, nhìn thấy chưa? Nhìn chưa? Rồi. Bây giờ tôi muốn lặp lại quá trình này. Đấy, từ từ để tôi ấy. Thế thì bây giờ tôi thay đổi lý trí cái này tôi biến thành biến chạy. Đi. Đi này. Đây là đi. Rồi, từ từ đã. Đây là đi này. Đấy. Enter cộng enter lên lên enter cả. Đấy, bây giờ y bằng y cộng 1. Ở đấy nó sẽ mỗi lần nó tăng cặp. Rồi, y bằng y cộng 1. Thế đầu tiên là y bằng 0 xong y bằng 1, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ là bằng lặp nó như thế này, đúng không? Lên đây, lên đây. Enter. Đấy, cô cho tôi đu vào đấy. Đu vào đấy, rồi. Cô khóa luôn canh, rồi cuối cùng là... Lúc... Ê. Không, cô không đu ra. Cô chưa biết ra thế nào. Lúc... Rồi cả cái cụm này cộng tặng ta vào. Để cho nó đu lúc lại. Không. Từ đây đến đây rồi, ta vào rồi. Đấy rồi. Bây giờ cậu chặn ở lúc nào. Chặn lúc, chặn lúc. Rồi. Bây giờ cậu chạy thử. Không. Ờ, đi mà. Cậu chạy thử chặn ở lúc, chặn ở lúc. Từ từ để tôi phân tích ra. Tức là gì? Đầu tiên đi còn không. Chạy lần đầu tiên thì nó ra cốt 1 đúng không? Chạy lần thứ hai ra cốt 2. Như thế, đó, chạy thử. Lần thứ nhất này. Đi bằng 1, bằng cái quất đấy. Quất cơ mà. Đấy, bằng A. Bấm. Rồi, chạy tiếp, lần thứ hai. Rồi, quất nó sẽ bằng BB. Nhìn chưa? Chạy tiếp. À, từ từ. Chạy tiếp lại lỗi. Đấy, đau người. Vẽ xa xe thôi, bấm đề bụng. Đấy, bây giờ là gì? Khi nào nó lỗi, đây có gì vậy này? Đấy. Tại sao nó lỗi là bởi vì sao? Lúc đó là tách là nó bằng CC, tức là nó không có, nó bị xén hết, nó không có cái anh chống nữa. Đúng không? Thì nó sẽ xin kêu lỗi. Có hiểu không? Đây chính là thời điểm chúng ta phải hoạt động. Đúng không nào? Như vậy là hệ dí lên anh em nào. Là như vậy là nếu mà n bằng 0 là không nhìn thấy, đúng không? Thì chúng ta cần phải chuẩn, đúng không? Như vậy là đây, ở đây từ đây này. Đây. Rồi, ở đấy là chỉ sử dụng khi mà n lớn hơn 0.
tức là ít n là lớn không tôi mới thực hiện. Đen. Thế còn đây khóa này, khóa này. N ít. Đấy. Rồi mới tác cảm đen kia mà. Tác cảm ruột đó mà. Đấy, bây giờ enter đây. Đấy. Tắt. Đúng rồi vậy. Tức là n tức là trường hợp n là bằng 0. Không. L. Tắt cao không ạ? Rồi, n. Tức trường hợp n là lớn không, trường hợp là e là bằng 0 chúng ta phải chuẩn. Chuẩn là chúng ta thì có cái lệnh chuẩn là e xin đủ. Có vào đấy chắc chắn là lúc đấy chúng ta chuẩn rồi ạ. Rồi, tuy nhiên là chúng ta từ tôi phân tích này. Tuy nhiên lúc chúng ta chuẩn chúng ta chưa tóm được cái CC. Rồi, CC này lúc đó nó chính bằng tách. Rồi, do đó là trước khi chuẩn chúng ta phải lưu nó cái đã. Ở copy từ đây này. Đấy. Và nó sẽ tăng C. Đấy, cậu dán trước cái xin luôn. Rồi, quất ở đây là chính bằng tách, không có mít nào cả. Đây. Mít là nó sẽ xin lỗi đúng không? Bây giờ đây. Bằng tách luôn, bằng tách luôn. Cả. Rồi bây giờ chúng ta mới chặn ở cái xin đu xem lúc khi mà nó chuồn ra nó có đúng rồi. Như vậy không có nó đúng rồi cái cuối cùng là xong. Chạy thử. Rồi dí vào cái anh út ấy. Đấy như vậy là út máy y như máy y như máy. Y bằng ba tức là khi mà cái anh út cuối cùng đúng không? Là chúng ta chuẩn. Vậy nói nhỉ? Do đó là lúc này y nó chính bằng gì? Số từ. Đúng không? Ở đây cậu cho tôi rồi là khi hàm cách sâu này tôi muốn là đầu ra của nó chính là số từ. Cậu cho là S log. Rồi. Thì đấy, đây lúc mà chúng ta enter. Lúc mà chúng ta chuồn ra thì y nó chính là số từ, do đó là tách sâu sẽ bằng y. Rồi. Thế như vậy là chúng ta đã làm xong cái hàm tách sâu. Rồi. Đấy đơn giản là trả gì. Bây cho ngó cái anh khác vào. Đấy, bây cậu cho thay đổi không phải A với B của nó thoải mái nó. Rồi bây giờ chúng ta đã hàm cái lâu từ phát rồi. Bây giờ cậu cho mở cái lâu từ phát này được xem này. Đấy. Đấy, mở lâu từ phát. À, bây giờ cậu mở cái open. Bây giờ chúng ta ôn lại này. Open này chúng ta làm giống hệt như anh trên anh lâu từ phát. Đúng không? Từ đã. Đúng không? Sau đó thì mỗi một cái dòng này thì chúng ta tách dùng cái hàm tách sâu để chúng ta tách ra. Hiểu như không nhỉ? Rồi bây giờ thầy có copy cả cái đống đấu đấy cho tôi xem. Không cần copy thì là nặng hơn nặng. Đây vào phòng phong viên, Rồi đây mở open. Rồi, bây giờ ôn lại, đúng không? Rồi, enter. Rồi. Dùng lệnh open. Rồi. Cái CDG đấy, anh nào nói được, cắt lại.
thanh cái. CDG cộng cái chấm cái đại đấy. Chấm, à, con nhớ không? Chấm nó là cái gì nhỉ? Cả tên hai cái đắng kia ạ. Nó là cái gì? Bắt đầu đó ở đây là trên đây là cọ đó là anh đang nhìn được gì nhỉ? Anh nhìn. Đu phải không? À, anh nhìn rồi, chạy đi. Đấy, chính qua đây rồi. Vậy là cái anh này là kho gì? Kho gì? Nó có hai là input và hoặc là output. Cái anh này là kho gì? Open thì kho gì? Open là kho input rồi. Kho input đó bạn. Rồi. Cách ra, rồi. S, như là, được không? Gắn nó một số, đây ta là số 1. Đúng không? Thăng, nó phải thăng. Rồi, đã open là phải khóa ngay. Enter. Hello. Khóa ngay là dùng lệnh gì? Close. Đấy, close mở ngoặc. Mở nhau thì phải khóa anh đấy. Cái này không có thăng. Rồi, lên đây em ạ. Đấy. Bây giờ thì do. Đúng không? Đấy. Enter luôn, enter luôn. Loop. Lúc khi đến khi nào thì chúng ta chuẩn là ân tin ERF 1 đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta dùng là mỗi một lần đấy chúng ta line input. Rồi bên chúng ta cách ra không lại những phút cách hết rồi. Rồi à, thăng một đúng không, mở cái kia. Ôi, cái này mình nhớ, cái này là từ khóa không nhớ gì mà toàn 1, 2, 3, 4 đấy là những từ khóa này phải nhớ, không nhớ thì không thể lập trình được. Phải cho là một biến tách line đúng không, một cái biến nào. Như vậy tách line chưa được khai báo. Khai báo đi. Rồi bây giờ tôi muốn gọi cái hàng cách sau rằng anh là N bằng, tôi cứ gõ đi khai báo xong N bằng. Đúng không? Cách sau. Đấy, mở ngoặc. Rồi, cái tách nó chính là tách line. Đúng không? Nó tôi cần phải tách sâu cái này. Rồi út là đầu ra, không có út. Út là đầu ra. Rồi, đóng ngoặc, đóng ngoặc, đóng ngoặc. Rồi, bây giờ là N và út chưa được khai báo. Khai báo đây. Cứ lần nào chưa khai báo chúng ta phải khai báo ngay, không nó xin lỗi. Rồi, thế bây giờ tôi mới thiết kế cái thẻ của tôi là như này, giống như hôm trước tôi thiết kế thì cái anh thứ nhất là gì, số thứ tự điểm. Cái thứ hai là tọa độ x và cái anh thứ ba là tọa độ y đúng không? Như vậy là út 1 nó sẽ chính là gì? Tên của điểm. Út 2 nó chính là gì? X và út 3 nó chính là y. Rồi. Tôi biết thế rồi, rồi. Enter, enter. Tức là mỗi một cái đấy tôi sẽ được một điểm. Tôi dùng hàm f quay. Đúng không? F quay, f quay, f quay. Rồi. Cách đặt. E đấy, bây giờ tôi coi như đây là toàn bộ toán học nhé. Được. E đấy thì là út bộ út út mấy? Út 2, đúng không ạ? Út 2. Mở mắt ơi cái anh này. Rồi, nhưng mà út 2 ở đây nó đã bằng. Út 2 nữa lại là sinh ra, do đó là chúng ta phải mang nó. Được. Rồi, E là Y.
Ờ, đúng rồi, 3 nút 3, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Rồi, bây giờ tôi lại muốn vẽ cả cái tên điển đấy, đúng không? Muốn là hiển thị trên cái màn hình là có số thứ tự điển thì chúng ta phải hết gì? Hết đúng không? Đó là hết tích. Đúng không? Cách nào cả, tích chắc chắn là út 1 rồi. Đúng không? Thế còn E là X và E là Y thì giống như cái anh này, đúng không? Có nhiều ý chưa? Ờ, bạn giống hệt như anh kia cơ chứ. Giống như thằng Xbox. Sống cường độ, các anh kia vẫn chả hiểu gì cả. Hết tích, cậu phải nhìn xem, đúng không? Trên là nó là, thì có ba cái bang đấy, nó phải có X, này Y và tích cơ mà. Cậu ổn lắm, cậu ổn lắm. Tắt không cậu này nhau. Đưa về. Nó bị để xem lại út 1. Út 1 nó là cái anh tên điểm. Đấy nó vẫn phải là út 2 đúng không? Tách nó chính là út 1, không có van theo gì cả, đúng không? Đậu loại ấy rồi. Thiếu một chữ S là danh này. Rồi bây giờ ta gì? Ta xong rồi, nếu ta zoom mất tên thì là nó sẽ hiện về màn hình được đúng không? Gọi hàm zoom mất tên. Như này, như này. Hàm zoom mất tên nào? Đây tên hàm zoom mất tên này. Kích nút vào, kích nút vào. Rồi, các con xem. Đấy, sau khi đây chúng ta đặt xong là chúng ta zoom hết tên thì nó sẽ hiển thị về màn hình đúng không? Rồi chạy thử. Không chưa đâu, cái bờ nó tấp phát đâu, cái pha của nó tấp phát được cậu đâu? Không. Cái file không chưa đâu, 4 điểm ấy. Trong cái lớp chắc bị ai cái file đi đâu rồi? Để đâu rồi? Đấy, chị nói đấy. À như vậy là zoom rồi. Zoom ai đi, zoom ai đi. Đấy, như vậy nó ra gì? 4 điểm. 4 điểm, nhìn thấy chưa? Nó đưa tọa độ đi. Xong rồi. Như vậy là gì? Chúng ta có thể vào từ màn hình, chúng ta có thể vào thực tế. Và nếu mà gì, chúng ta đã có hàm tính tọa độ thực rồi thì chúng ta có thể ở sao? Vào từ sổ đo, đúng không? Và chúng ta xây dựng một cái chương trình thành lập bản đồ số tương đối là đơn giản, đúng không? Có đầy đủ zoom pen tất cả các thứ. Có nhiều ý không nhỉ? Không biết.
Bỏ nói đi. Trừ đi bằng không sao mà được, không được, không được, không tìm được đâu. Hai này bằng nhau, trừ đi hết bằng nhau. Không chia được này sao mà được. Thế đây là không hiểu thế nào. Tại bé được chưa? Chưa. Nó còn chạy như cái phần zoom đấy. Rồi bây giờ thế này, Tuấn đi xem mọi người. Mấy anh kia trông có vẻ và đơ đơ lắm. Đó. Anh nào chưa làm được thì đến cuối giờ nhá, điểm B không thiên đô ấy. Hôm nay tôi không có, tôi không có lương nhẹ cho nên nhá, vì những cái anh này. Tôi không biết bây giờ, không biết, tôi nói rồi. Nhìn và làm theo, tôi nhìn và làm theo được, cái nào không làm theo được. Điểm B là thế độ.